Hello các chỉ huy, series Hero Do You Know đã quay trở lại rồi đây. Cho những ai lần đầu xem tại đây, chúng ta sẽ bàn bạc tất tần tật về kỹ năng và mọi tips, trick để sử dụng các hero một cách triệt để nhất. Không giấu gì anh em, chỗ tôi đang ở hiện hơi cao, điều kiện sóng truyền tin còn hơi khó khăn, nên tập 10 mãi bây giờ mới tới được chỗ anh em. Nơi này hình như được gọi là vương quốc Amir thì phải. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi, là công chúa điện hạ mọi người à, báu vật của quốc vương và người dân Amir, công chúa Amy. Wow, công nhận là cách cô ấy xuất hiện trong ngầu thật đấy. Các ông có thấy đôi cánh đầy hoa lệ đó không? Chính tay cô ấy đã phát triển nó dựa trên kỹ thuật cổ xưa của dân tộc Amir. Đôi cánh ấy thật sự là một bước đột phá. Nó tăng cường mọi thứ của vương quốc này, từ giao thông đến quốc phòng. Và thêm nữa, công chúa Amy còn tự phát triển thêm những kỹ thuật riêng như tấn công hỏa lực, một kỹ thuật khiến Amy chuyển sang trạng thái bay, tạo ra một tấm khiên phòng hộ và mỗi làn đạn bắn ra được chuyển thành những lưỡi gió sắc bén, cắt đôi mọi thứ nó đi qua. Cậu nghĩ chỉ vậy là bá rồi ư? Chưa đâu, đôi cánh này còn cho phép người dùng sử dụng pháo áp gió sau khi đã xả đầy năng lượng, gây ra một lượng sát thương phạm vi cực lớn. Thứ vũ khí này, khi được rèn luyện cùng từ nhỏ, đã cho công chúa Amy thiên phú tăng đáng kể sát thương gây ra cho quân địch và mỗi khi cô được cất cánh trên bầu trời. Vẫn chưa hết đâu à nha, khi khai mở thức thứ hai của đôi cánh, lưỡi gió nổ tung, làn đạn lưỡi gió nâng cấp sẽ khiến sát thương gây ra tăng lên gần như là gấp đôi nỗi sầu cho quân địch. Cộng thêm, lượng khiên được gia tăng đến 30% giá trị vốn có, khiến cho kẻ địch dưới mặt đất nhìn Amy như thể một thiên thần sát phạt quỷ dữ. Thế nhưng mà ông ơi, đôi cánh này cũng mạnh đến đâu, trước sóng nòng hay laser thì cũng như cánh chiều là bão bay hộ tôi luôn đấy ông ơi. Chà chà, các vị coi thường công chúa của tôi quá rồi. Được mô phỏng lại từ những lưỡi đao bão tố mà đôi cánh thiên khổng kia sở hữu, Champlain Rifle, súng lưỡi cửa ra đời với mục đích vũ trang hóa hàng loạt cho toàn lực lượng của Amy. Đặc biệt, khi công chúa Amy cầm đến nó, thiên phú của cô ấy cũng sẽ đồng thời bộc phát, gia tăng rất nhiều sát thương thiêu đốt cho mục tiêu và tăng cường thêm nhiệt lượng cho đôi cánh. Về sự lựa chọn ở lõi, phải nói rằng là vô vàn các anh em ơi, chiến binh bất khuất, robot bọc thép hay cả xe tăng Girida, cái nào công chúa điện hạ cũng nấu được hết cả. Món đặc biệt của thực đơn hôm nay, 10.000 quân phản loạn và quái vật vẫn đang tiếp tục tăng. Đó là một con chim ư? Không, là một chiếc máy bay sao? Cũng không. Đấy là đệ nhất công chúa điện hạ của Amir, Amy, bá chủ vùng trời. Khi cô cất cánh, tất cả cúi đầu. Thấy sao? Còn không mau mau phơi khô quần áo từ vực sâu lạc lối để đến với vương quốc trên mây, cùng tôi chiếm ngưỡng cơn gió của công chúa Amy nào. Các tập tiếp theo, các ông muốn tôi làm về ai nữa nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video nhé. Đừng quên ủng hộ tôi bằng cách like, share video và subscribe cho kênh Metal Slug Awakening Việt Nam để không bỏ lỡ bất kỳ cô nàng hot girl nào mới đến nhé. Vùng đất của chúng ta thu hút nhiều mỹ nữ lắm đấy nhé. Cứ chờ mà xem.